Mời quý vị và các bạn cùng đến với podcast Thi Thần của Bán Tiên Phong với chủ đề Nguyên nhân khiến chàng Mộng Dương không còn bị say. Khi bắt đầu một mối quan hệ, hai người chỉ mới tìm hiểu nhau, sex từng ở trạng thái nóng bỏng. Nhưng nếu bạn và đối tác đang trải qua giai đoạn thân thuộc và nhàm chán, bạn có thể thắc mắc tại sao anh ấy không còn hứng thú với mình. Chắc chắn sự lạnh nhạt của anh ấy sẽ làm bạn tổn thương, nhưng không cần phải vội vàng đi đến những kết luận đáng sợ. Có thể hai người chỉ muốn quan hệ tình dục ở những thời điểm khác nhau hoặc cần tìm ra cách để tăng ham muốn. Bất kể chuyện gì đang xảy ra, nếu bạn muốn điều trị của hôn nhân thiếu lãng mạn, thì bước đầu tiên là đi tìm nguyên nhân. Nhà trị liệu cho các cặp vợ chồng ở New York Cynthia Puzuli cho biết, sự thật, thói quen tình dục thay đổi trong suốt quá trình của bất kỳ mối quan hệ nào là điều bình thường, đặc biệt là mối quan hệ lâu dài. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy đối tác của mình né tránh tình dục thường xuyên và điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến bạn, thì đó là lúc bạn nên có một cuộc trò chuyện cởi mở và trung thực. Thiếu thân mật tình dục là vấn đề liên quan đến cặp đôi, không phải vấn đề cá nhân. Pizuli khuyến khích phụ nữ không nên cá nhân hóa nó, mà thay vào đó, hãy sẵn sàng làm việc để kết nối với đối tác và trở thành một đội. Trước khi bạn đưa ra bất kỳ kết luận nào, hãy tham khảo 6 lý do phổ biến khiến chồng mất hứng thú với sex và những gì bạn có thể làm để thắp lại ngọn lửa đó. 1. Các ưu tiên đã thay đổi. Cuộc sống bận rộn là một trong những nguyên nhân khiến tình dục gián đoạn. Đặc biệt nếu bạn đang nuôi con nhỏ, anh ấy có thể không còn quan tâm đến việc đi làm về và thực hiện nghĩa vụ của một người chồng lãng mạn. Thì Julie nói, khi bạn trở về nhà vào cuối ngày với một cơ thể mỏi mệt, bạn sẽ chỉ muốn ngồi xuống xem TV hoặc đi ngủ. Chìa khóa ở đây là bình thường hóa thực tế rằng các ưu tiên của bạn chắc chắn sẽ thay đổi trong suốt cuộc đời của bạn. Đây không phải là điều gì đó quá quan trọng trong mối quan hệ. Tần suất quan hệ tình dục và mức độ ưu tiên của sex thay đổi và lên xuống trong suốt vòng đời của cả nam và nữ, Pizuli nói. 2. Anh ấy có vấn đề về sức khỏe. Cũng giống như phụ nữ, khi đàn ông già đi, nguy cơ về sức khỏe của họ tăng lên, bao gồm rối loạn cương dương và ung thư tuyến tiền liệt. Cả hai đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục. Alyssa Dweck, một bác sĩ phụ khoa ở New York cho biết, rối loạn cương dương khiến một số nam giới tránh quan hệ tình dục hoàn toàn. Pizuli nói, điều đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng sex không chỉ là giao hợp, tình dục còn là rất nhiều thứ khác gây cảm giác phấn khích. Vì vậy, bạn sẽ phải điều chỉnh mọi thứ để tái tạo sự thân mật dưới nhiều hình thức. Tiến sĩ Christine Miron, nhà nghiên cứu và trị liệu tình dục ở Los Angeles cho biết, bất kỳ ai cũng có thể giúp đỡ đối tác của mình bằng cách tích cực quan tâm đến vấn đề mà người đó đang phải chịu đựng. 3. Mối quan hệ đã trở nên quen thuộc. Nếu bạn đã có mối quan hệ trong 30, 20, 10 hay thậm chí là 5 năm, mọi thứ có thể bắt đầu trở nên quen thuộc. Thói quen chính là một sự nhàm chán mà chắc chắn là không tốt cho đời sống tình dục của bạn. Brandy Engler, một nhà tâm lý học ở Los Angeles chuyên về các mối quan hệ và tình dục cho biết, nếu thời gian bên nhau chủ yếu dành cho việc xem TV, chăm sóc công việc gia đình, thì không có gì kích thích và tạo cảm hứng cho bạn ở đó cả. 4. Anh ấy đang căng thẳng. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, sẽ có những thời điểm căng thẳng. Hai nguyên nhân lớn của sự căng thẳng đó chính là công việc và tiền bạc. Miron nói, bị sa thải hoặc gặp khó khăn trong công việc chính là thứ vũ khí tàng hình giết chết sự lãng mạn trong mối quan hệ. Các cặp vợ chồng tranh cãi về tiền bạc là điều bình thường, nhưng những tranh cãi nhỏ đó có thể cộng dồn theo thời gian, đến mức cuối cùng ảnh hưởng đến ham muốn. Miron nói, đàn ông cũng giống như phụ nữ, họ sẽ mất hết cảm xúc nếu bị tổn thương về tinh thần. 5. Anh ấy không còn nhiều ham muốn. Việc ham muốn tình dục của người đàn ông giảm dần theo thời gian là điều hoàn toàn bình thường. Angler nói, đây có thể là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau như sức khỏe tâm thần hoặc mức testosterone giảm do các yếu tố môi trường. Những anh chàng này thường ít quan tâm đến sex, nhưng vẫn có thể đánh giá cao sự gợi cảm và thậm chí những cử chỉ họ mang lại khoái cảm cho bạn tình của họ. Vừa rồi là podcast thì thầm với chủ đề Nguyên nhân khiến chàng bỗng dưng không còn muốn sex. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 21 giờ tối chủ nhật tuần sau trên báo điện tử Tiền Phong.